Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tuấn đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ hai khoảnh khắc lớn của cuộc đời mình. Khoảnh khắc thứ nhất, Tuấn gọi là khoảnh khắc tự hào khi mình được nhận trên tay tấm bằng thủ khoa của ngành thiết kế thời trang. Khoảnh khắc thứ hai, Tuấn gọi là khoảnh khắc hạnh phúc khi mình được nhận lời mời trở thành giảng viên bước lên ngôi trường đại học và giảng dạy cho những bạn tiếp theo của ngành thiết kế thời trang. Đó chính là hai khoảnh khắc Tuấn muốn chia sẻ tại chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Thưa quý vị, còn gì tuyệt vời bằng khi chúng ta xác định được mục đích của cuộc đời mình và hiện thực hóa mục đích đó mỗi ngày. Đam mê với ngành thiết kế thời trang, mong muốn có thể sở hữu được cho mình một thương hiệu thời trang riêng, không ngừng mày mò, cố gắng trau dồi và hoàn thiện kỹ năng. Và thành công đã đến với nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn khi anh đã sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng được mang tên Minh Tuấn Nguyễn Bridal. Và với bộ sưu tập được mang tên The Change, anh đã được vinh danh tại lễ trao giải Marie Excellence Award 2017. Thành công đến với nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn là sự may mắn hay sự nỗ lực? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua phần kết nối của nhà báo Hà Quang Minh trong khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Xin chào quý vị khán giả của Khoảnh khắc cuộc đời. Xin chào Minh Tuấn. Em chia sẻ rằng cái khoảnh khắc hạnh phúc của mình là khi em nhận cái bằng thủ khoa, và khoảnh khắc tự hào là khi em được chính trường đại học mà em đã tốt nghiệp thủ khoa đấy mời em quay trở lại trong vai trò giảng viên. Thì theo em, kể từ khi em bước chân vào làm nghề đúng nghĩa thì đâu là thành tựu lớn nhất? Thật ra em không tham gia một cái cuộc thi hay là một cái chương trình thực tế nào để mà có thể gọi là nêu cao một cái giải thưởng điểm thành tựu lớn nhất của mình. Đó chính là những cái sản phẩm của mình đã được công chúng yêu thích, hoặc là những người nổi tiếng họ công nhận cái sản phẩm mình bằng cách là họ luôn chọn và tin yêu những cái sản phẩm của mình. Giữa cái thương hiệu thời trang Minh Tuấn Nguyễn Bridal và cái buổi trình diễn riêng của em năm 2019 đúng không nhỉ? Mang tên Power. Thì hai cái đó em coi cái nào là dấu mốc lớn hơn? Đối với em cảm thấy là cái show diễn Power đó chính là một cái thành tựu lớn và gần đây nhất của mình. Tại vì Minh Tuấn Nguyễn Bridal là một cái thương hiệu thời trang áo cưới, nhưng song song đó em đã mở ra thương hiệu Minh Tuấn Nguyễn là dành cho cái dòng dạ hội, và kèm theo đó nữa là một cái thương hiệu nữa là thương hiệu Ship dành cho những cái sản phẩm đồ dự tiệc ngắn, cocktail dành cho bản thân mình. Tại sao lại là tên là Power? Dạ, bộ sưu tập Power trong quá trình làm việc đến cái năm 2019 thì em cảm giác đây là cái thời điểm mà mình tạm gọi là có thể là đủ lông đủ cánh nhất. Thì mình có thể mà bung hết sức của mình ra thực hiện một show diễn riêng dành cho bản thân mình. Đó là một cái điều ấp ủ mà cũng như là một cái sự mong muốn của hầu hết tất cả các nhà thiết kế khẳng định cái tên tuổi mình bằng cái show diễn riêng. Anh thì anh thích cái tên Power lắm, vì nó không những như em lý giải, anh còn thích cái nghĩa thứ hai của cái Power, tức là cái quyền lực. Cái bộ sưu tập em giới thiệu đó là đầm dạ hội đúng không? Dạ đúng. Lúc nãy em còn nói rằng là được nhiều người ghi nhận, đặc biệt là những người nổi tiếng, thì hiện nay em làm việc với người nào thường xuyên nhất? Tới hiện đại thì cũng có khá nhiều hoa hậu làm việc với bên phía thương hiệu của em, ví dụ như là hoa hậu Tiểu Vi, hoa hậu Kỳ Duyên, Hoàng Hạnh, vân vân. Thì thật ra hầu như cả showbiz bây giờ thì em cũng đã đều làm việc qua ít nhất là một đến vài lần. Những cái người mà bên Miss Universe hoặc là hoa hậu Việt Nam thì em thường xuyên làm việc nhiều nhất. Cái nghề thời trang, cái ngành nó liên quan đến vẻ đẹp. Mỗi người người ta sẽ có một vẻ đẹp riêng, nhưng mà ở góc nhìn của mình thì chắc chắn là em sẽ có cảm nhận là cái vẻ đẹp của cô này làm cho em có niềm hứng khởi để em sáng tạo nhiều hơn cả. Thì cái người đó có hay không? Thật ra thì đó cũng không phải như vậy. Khi mà em sáng tạo một cái bộ sưu tập á, thì em dựa trên ý tưởng chính từ bản thân mình và cái sự đam mê của mình ở một cái sự vật, sự việc hoặc là hiện tượng nào đó. Chứ em không trực tiếp là dựa trên một cái vẻ đẹp của một người hoa hậu nào cả. Còn khi mà các người đẹp để tham dự các cuộc thi hoa hậu, hoặc là họ tham dự một chương trình biểu diễn nào đó, họ có cái đơn đặt hàng riêng của mình, thì lúc đó mình mới thực sự là mình chú tâm hoàn toàn vào cái vẻ đẹp của họ hoặc là cái hình thể của họ đấy, để mình thiết kế. Có thể nói người mà có cái gu thời trang ổn định và nổi tiếng thì em cảm thấy em rất là quý mến Hồ Hà. Nhắc tới cô ấy thì em có cảm hứng sáng tạo về thời trang rất là nhiều. Đã bao giờ em làm đồ cho Hà chưa? Em cũng đã cộng tác với chị Hà được một lần. Thật sự em bắt đầu em có cảm nhận bị cuốn hút bởi thời trang và đam mê với thời trang là từ khi nào? Nó cũng là một câu chuyện dài, nhưng mà có thể ngôi trường mẫu giáo là em đã cảm thấy mình có cái đam mê. Ngày xưa thì nó có hay có cái vụ cải lương anh. Thì em cũng hay vẽ lại những cái mẫu quần áo đơn giản, mình quẻ mệt ngoạc nhưng mà mình cũng đã
có cái sự yêu thích về ngành thiết kế thời trang từ lúc đó rồi. Tức là em có một cái thiên hướng về thời trang từ nhỏ rồi. Dạ đúng rồi. Ba mẹ em đối diện với cái sở thích đấy của em như thế nào? Ba mẹ em khi mà thấy con mình vẽ đẹp thì tất nhiên rất là tự hào. Với thời trang thôi, ba và mẹ thì ai là người động viên em nhiều hơn, ai là người hỗ trợ em nhiều hơn? Thật ra mẹ em còn trẻ thì mẹ em cũng theo nghề may. Mẹ em ban đầu nhìn vào cái công việc của em thì mẹ em lại cản. Tại vì mẹ em đã cảm thấy quá cực khổ với cái ngành từng đường kim mũi chỉ, rồi thức thâu đêm suốt sáng để may những cái sản phẩm cho khách. Đôi khi còn không ưng ý này kia. Mẹ em cảm thấy là thôi con đừng học ngành đó, và nó cũng không kiếm được quá nhiều tiền đâu con. Em đã làm một bộ đồ nào riêng cho mẹ chưa? Cũng khá nhiều. Khách hàng đầu tiên đúng không? Khi mà em học tại trường đại học thì em mới biết may thôi, thì em đã may cho mẹ em một lúc 3 cái đầm. Em đem về thì mẹ em cảm thấy rất là hào hứng, rất là tự hào. Sản phẩm thời trang đầu tiên mà em thiết kế mang lại doanh thu cho em là khi nào? Khách hàng là một người bạn của em. Vào khoảng đầu năm 3 thì em bắt đầu em may, ai đặt gì em may đó. Cái đầu tiên đó chính là một cái đầm. Sau khi mà em hoàn thành hết, trừ chi phí vân vân thì em lời được 50.000. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất là thú vị đúng không? Dạ em đúng rồi. Bắt đầu có cảm giác là có thành quả đúng không? Dạ. Thế khi nào là chính thức bắt đầu em có cơ hội trong làng giải trí? Thì lúc đó em cũng có may nhiều sản phẩm mẫu á. Mặc dù không có ai bận hết, nhưng mà mình thỏa sức đam mê với là mình thể hiện cái khả năng của mình. Thì em may, em để những chiếc đầm ở đó thì có chị trợ lý của chị Mai Thu Huyền thì đến để lấy một chiếc đầm để cho chị Mai Thu Huyền tham dự một cái buổi lễ trao giải. Sáng hôm sau thì em thấy chiếc đầm của chị Mai Thu Huyền bận được vào top sao đẹp, vô cùng bất ngờ và em vô cùng hạnh phúc. Thì đó là điều vô cùng tự hào. Tự hào đúng không? Dạ. Thì em có thể em chia sẻ về những cái khó khăn, những cái vất vả của cái nghề này để thực sự những cái người người ta mong muốn theo nghề người ta hiểu được, thì người ta theo nghề cái quyết tâm nó sẽ khác. Cái ngành này vô cùng gian truân, chứ không phải là một màu hồng hay là một cái việc bước lên thảm đỏ hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Từng ly từng tí một, từng bước khẳng định từng chiếc đầm, từng cơ hội, từng một cái mối quan hệ mà mình có được, thì tất cả mọi thứ nó đều cộng hưởng với nhau để mà có thể có được khách hàng thì vô cùng khó khăn. Từng cơ hội, từng cái khách hàng mình đều trân quý thì mình mới có được cái ngày hôm nay. Anh nghĩ là từ khi em vào nghề cho đến bây giờ chắc là có lúc em cũng phải vấp một hai cú nào đó. Có cái cú vấp nào mà làm cho em đến bây giờ em vẫn nhớ và nó trở thành cái kinh nghiệm xương máu? Kể ra thì nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà em nghĩ là nó cũng thú vị. Đó là em bị lừa. Em có người á muốn đặt đồ của em. Họ nói là họ làm cái trang phục này cho người nổi tiếng này, người nổi tiếng kia. Mặc dù họ đặt có một cái đầm thôi, nhưng mà họ đưa cho mình cả một số tiền lớn. Có nghĩa là họ đặt cái đầm lúc đó có 1 triệu thì họ đưa cho mình hẳn 5 triệu luôn anh. Khi mà họ đưa cho mình như vậy, đó là một cái bẫy. Họ đặt đồ mình thì 1 cái, 2 cái, 3 cái, 5 cái rồi là hết tiền rồi. Nhưng họ lại đặt tiếp. Mình cứ nghĩ là họ sẽ từ từ trả tiền cho mình, nhưng sau đó thì đến cái thứ 10 họ không trả tiền cho mình. Thì mình mới biết được cái anh này là lừa đảo. Cũng khá nhiều người trong showbiz. Thì mình cảm thấy vô cùng hoang mang vì cái số tiền của mình. Tại vì mình là một người nhỏ bé lúc đó, mình không có gì, mình chỉ ở nhà trọ. Mới lập nghiệp nữa. Dạ đúng rồi, một cái sản phẩm mình mua là cả hết nguyên liệu, lần hơn một nửa số tiền rồi. Mình cảm thấy nếu mà mình không lấy được số tiền đó thì mình rất là hoang mang. Lúc đó em với bạn đồng hành của em thì hai người đèo nhau tìm cho đến bằng được cái nơi mà bạn đó vẫn ở, rồi ngồi chầu trực 2-3 giờ sáng để mà canh bạn nó đi ra để mà mình có thể đòi lại số tiền thật sự là của mình. Cái người bạn đồng hành mà em nói có phải là cái người bạn tri kỷ mà em muốn nhắc tới không? Dạ. Và bây giờ anh muốn mời cái người bạn tri kỷ để lên đây được không? Dạ được ạ. Xin mời người bạn tri kỷ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn ạ, mời Võ Tấn Đạt. Anh có một câu hỏi dành cho Đạt. Có nhiều người tham dự chương trình này thì khi anh hỏi họ về những cái khoảnh khắc trong cuộc đời của họ, anh hỏi là nếu mà được làm lại từ đầu thì có lựa chọn như đã lựa chọn hay không? Là một người gọi là hiểu và tri kỷ của Tuấn thì em nghĩ rằng là nếu không làm thời trang Tuấn có thể làm được gì? Đối với em thì được có cơ duyên gặp gỡ Tuấn từ những cái ngày mà Tuấn bắt đầu bước chân vào trường đại học cho đến hiện tại, qua quá trình mình tiếp xúc với nhau, mình làm việc với nhau, thì em nghĩ nếu không có thời trang á thì chắc Tuấn sẽ không sống được đâu anh. Nếu mà thật sự Tuấn không có được cái sự nổi tiếng đi thì em nghĩ Tuấn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cái đam mê thời trang của mình, tiếp tục bằng những cái sự sáng tạo của mình vẫn sẽ theo nghề. Không là nhà thiết kế thời trang thì sẽ là một nhà may. Để bước vào nghề thì chắc chắn mình cũng phải có những cái người tạo cho mình ảnh hưởng. Theo Đạt, nhà thiết kế thời trang nào là thần tượng của Nguyễn Minh Tuấn? Nhà thiết kế mà thần tượng của Tuấn chính là Alexander McQueen. Cái tên tuổi đấy thì lớn quá. Thế còn nhà thiết kế thời trang trong nước thì Tuấn thích ai nhất? Trong nước thì chắc là anh Công Trí. Ngắn gọn, nếu mà em được nhận xét anh Công Trí thì em sẽ nhận xét như thế nào? Vô cùng cầu toàn là cái ấn tượng nhất của em đối với anh Công Trí.
Bây giờ anh muốn hỏi Tuấn về cái công việc thứ hai của em, cái khoảnh khắc mà em gọi là tự hào á, là khi em được nhà trường mời trở lại làm giảng viên. Tức là khi đó em đã gọi là thành danh trong làng thời trang chưa? Họ mời em vì lý do nào? Cái việc mà nhận được cái tấm bằng thủ khoa nó vô cùng tự hào cái thời điểm đó. Và em cũng có mời cha mẹ của mình lên chứng kiến. Tiếp theo đó chính là cái việc mà mình làm nghề, mình luôn luôn chăm chỉ, mình luôn luôn không ngừng mệt mỏi, tạo ra dựng ra những sản phẩm. Sau chuỗi những cái sản phẩm mình bán đi được đó nữa, em cảm thấy mình đủ khả năng, không phải là trên trường đại học, nhưng mình đủ khả năng để mình truyền đạt lại những cái kỹ thuật trong may mặc cho những bạn khác có đam mê. Thì em đã mở những cái lớp nhỏ về kỹ năng may cho những cái bạn yêu thích. Sau đó những thành công trong lĩnh vực thời trang thì nhà trường đã thấy được em hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một giảng viên của trường đại học, thì họ đã có lời mời. Thật ra ban đầu không phải là giảng viên chính thức mà là giảng viên trợ giảng của một giáo viên khác để mình tham gia cùng một lớp, để mình xem thử để mà trở thành một giảng viên thì nó như thế nào, có những cái khó khăn gì mà mình cần làm những gì. Thì sau 2 lớp trợ giảng thì mình đã được nhà trường mời chính thức trở thành giảng viên. Chơi thân với Tuấn như thế thì thường là cái gu ăn mặc của em và Tuấn có giống nhau không? Và em có hay bị Tuấn, không phải bị mà là được Tuấn chỉnh sửa không? Em với Tuấn thì phong cách nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều anh. Đôi lúc trong cuộc sống nhiều khi em mặc đồ cũng không có được ok thì Tuấn cũng hay chỉnh sửa cái phong cách cho mình. Nhưng mà anh thấy rõ ràng là hai người là phong cách ăn mặc là hơi khác nhau đấy nhỉ. Nó còn là cái cốt cách con người nữa. Yeah. Cái câu cuối anh muốn hỏi Tuấn, nó liên quan đến vấn đề về cái sự sáng tạo trong thời trang ở trong những cái sinh viên mới vào, thì anh cũng hơi băn khoăn là em có ngại rằng rồi một ngày chính những sinh viên đấy họ trưởng thành, họ thành danh, họ thành công hơn mình và họ sẽ làm mình bị quên lãng đi không? Sóng sau đè sóng trước hay không? Vấn đề này thật sự em chưa bao giờ nghĩ tới. Em cảm thấy là cái việc những bạn mà có tài trong thời trang mà để thành công lên thì thứ nhất là cũng ít chứ không phải là nhiều. Thứ hai nữa là khách hàng thì có vô vàn, thì họ có những cái đối tượng khách hàng của mình. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì liệu những cái người thầy, những cái người mà đi trước mình có được cái ngày hôm nay, không lẽ họ khó chịu với bản thân mình? Em không bao giờ cảm thấy là mình phải chạnh lòng hay mình cần phải ghen tức gì cả. Nhiều khi em còn phải thấy tự hào nữa, tại vì mình đã đào tạo ra được những người tốt. Đó là những cái thành quả, những cái tự hào của em thôi. Rõ ràng chính điều đó thì nó lại tạo cho mình một cái động lực. Anh không dùng từ áp lực, bởi vì chỉ có đua với những người giỏi nhất thì mình mới chứng minh được mình còn có giá trị. Chứ còn nếu mà mình chứng minh mình ghen tị thì mình không còn giá trị nữa. Hôm nay nói chuyện với Tuấn anh thấy rất có cảm tình, và anh mong một ngày nào đấy anh được nhìn thấy cái thương hiệu của em, nó không chỉ là dạ hội, không chỉ là đầm cưới, nó có cả những cái sản phẩm thời trang công nghiệp phổ thông cho đại trà. Thưa quý vị, rõ ràng nếu bắt đầu bằng một đam mê được nuôi dưỡng từ nhỏ, định hình nó bằng một kế hoạch của cuộc đời là học lấy chính cái nghề đó, thì chắc chắn khi bạn bước ra trường, bạn không bị hoang mang rằng tôi đã chọn sai nghề, tôi đã chọn sai đường, tôi lại phải làm lại từ tuổi 18-20. Nguyễn Minh Tuấn đã chứng minh điều đấy. Cậu ta thích thời trang từ 3 tuổi, cậu ta quyết tâm học thời trang, cậu ta trở thành thủ khoa thời trang, và bây giờ cậu ta thành công trong làng thời trang bởi vì tất cả đơn giản cậu ta đã định hướng được đúng con đường của mình, cái mình sẽ theo đuổi, và quan trọng là bên cạnh có những người bạn, có những người hỗ trợ như là gia đình. Cái đam mê đó cộng với những nỗ lực nó sẽ tạo thành thành quả. Còn thành quả đối với chúng ta nhiều hay ít, nó còn do cái sự chấp nhận của chính bản thân mình nữa. Xin được cảm ơn nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cùng với người bạn của mình là anh Tấn Đạt đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời và chia sẻ cho các khán giả của chương trình những câu chuyện thật hay và thật ý nghĩa. Cái bây giờ xin được mời nhà báo Hà Quang Minh hãy cùng trao huy hiệu của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời đến nhân vật của ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông qua câu chuyện của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, chúng ta có thể đúc kết được một điều rằng thành công không bao giờ là may mắn. Đó là sự nỗ lực, đam mê, cống hiến và đặc biệt không bao giờ được từ bỏ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.